Rồi xin chào anh em đã quay trở lại với channel của cửa hàng Phú Hương bên em ha. Đây là cái lô máy cắt cỏ anh em ha. Đây là lô máy cắt cỏ, chút xíu nữa là em đi giao qua bưu điện nè. Thì bữa nay nó có về được cái lô này là cái lô máy cưa. Máy cưa này nó mới về anh em. Em mới có ghi giá thôi. Thì ngày mai á là bên em mới cho họ nhân viên đồ này kia là nó vệ sinh nó rửa lại. Tức là máy nó mới về thôi, em mới ghi giá định giá cho anh em coi chơi thôi. Rồi anh em muốn mua con nào lụm con nào thì ok, chốt luôn. Thì cái lô này thì 8 giờ rưỡi sáng ngày 3 tây tháng 12 là bên em sẽ lên nha anh em. Đây là lô B nha. Anh em lưu ý giùm em là lô B, chữ B bò đó ha. B bò là lô B. Cái lô này thì em ghi sơ sơ qua thì nó tới là 28 con nha anh em. 28 máy. Thì có đầy đủ luôn, là từ tay cục cho tới tay dài đầy đủ, hầm mà lằn máy gì cũng có trơn. Nhưng mà máy này là chưa có vệ sinh sạch đâu. Ngày mai là bên em vệ sinh sạch cái nữa là nó còn đẹp hơn nữa. Tức là anh em mà coi trên video này mà anh em thấy giờ này mà nó đẹp rồi là khi mà lên lô chính thức nó còn đẹp hơn nữa ha. Là tại vì nó chưa có vệ sinh. Rồi thì cái lô này đó, nếu mà anh em nào mà ưng chốt đó thì cứ thể là chụp hình lại, anh em gọi trực tiếp ha. Anh em gọi trực tiếp nhớ giùm em cái mã, cái mã máy nè, ví dụ B5 1.9 nè, hoặc là gọi trực tiếp qua số 0967100003, hoặc là anh em chụp lại cái máy mà anh em ưng. Ví dụ anh em ưng cái con B5 này, anh chụp hình cái màn hình lại, anh em gửi qua Zalo, rồi bên em sẽ báo giá cho anh em. Hoặc là nếu mà anh em có muốn hỏi cái kỹ thuật kìa này kia đó thì anh em chụp hình cái máy đó mà anh em muốn hỏi đó, anh em gửi qua Zalo bên em sẽ trả lời. Tại vì nhiều khi anh em gọi trực tiếp cái số này nè, nếu mà em bắt máy thì dễ rồi, nhưng mà nhiều khi vợ em bắt máy đó, thì nhiều khi nó không có biết hết cái thông số kỹ thuật nên là nhiều khi nó không có biết trả lời anh em chính xác được. Thì anh em có thể nhắn qua Zalo bên em sẽ trả lời cụ thể cho anh em coi. Còn nếu mà anh em nào mà muốn coi chi tiết hơn nữa, kỹ càng hơn nữa, xăm soi hơn nữa và có nổ hử luôn thì anh em đợi tới 8 giờ 30 phút sáng ngày 3 tây tháng 12 thì bên em sẽ lên chính thức cái lô này cho anh em ha. Còn cái video clip này thì nói chung là quay demo, là quay giới thiệu, quay review clip trái nơ, giống như phim người ta giới thiệu phim trái nơ là chuẩn bị chiếu gì đó, quay chơi cho anh em coi ha. Đó thì quay sơ nè, thì có con nè, con này là Echo 452 lam khá là dài nha anh em, lam Latin đó. Con này 2.5 triệu, mã B19 nè. Con này là Sinawa E300 nồng đứng. Con này chưa vệ sinh đâu, vệ sinh đẹp lên hơn nhiều lắm. Dòng này là dòng S-Sport ha. Con này 2.650. Con này thì là Sinawa 305. Con này là xích mới luôn. Đó, hở nó mới lên, sẽ bộ xích mới làm Latin luôn, 3.4 triệu. Đó, con này là Atin B5 1.9. Con này là 41cc, máy khá là đẹp ha. Chưa rửa mà thấy còn rất là đẹp luôn. Rồi mấy cái dòng mà Sinawa 350 á thì nó có 3 con ha. Đấy. Thì B26 4.5 triệu, B28 4.5 triệu, B27 4.5 triệu là có 3 con Sinawa 350. Có trong đó có một cái con chính giữa đó thì là nó đi cái làm xích mới luôn. Đây, làm xích mới luôn. Còn hai thằng bên đây là làm xích zin, và ba con này đều là làm Latin nha. Máy thì rất là đẹp. Rồi, một cái con truyền thống Echo 33, con này 332 nha nè. Tại cái ốp nó để 331 cho nó là cái máy 332. Ha, con này 332, 2.5 triệu nha. Rồi tay cục thì có 4 con tay cục thì có 4 con Ruby nha. Mấy cái dòng Ruby này thì nó máy nó đẹp, nó sáng, dễ xài, dễ nổ, bốc và khá là tiết kiệm xăng. B3, B2, B1 thì đồng giá nhau 1.9 triệu. Rồi cái con bên đó là Tanaka, con đó cũng thuộc 1.9 triệu luôn, nhưng mà công suất nó lớn hơn. Mấy con bên đây thì khoảng dao động khoảng 30cc, con bên đó thì nó là 33cc nha nè. Đó, rồi là xong một sớm bên đây. Cái con này thì máy Mỹ, cơ bắp Mỹ. Con này B16 2.3, con này giật rất là nhẹ nha. Rồi con này thì máy hoa hậu Ruby. Đó, thấy hoa hậu đẹp không? B17 2.4, con này xích mới nữa nè. Đó em ta. Để em coi khoan. Xích zin nên con này xích zin nhưng mà gần như mới nha nè. Xích zin nhìn đâu là như giống như xích mới vậy, khá là nhầm luôn. Đó, nhưng mà con này là xích zin, còn rất là dày, còn rất là đẹp. Nói chung máy này còn đẹp lắm nha. Con B17 này 2.4. Đó. Anh em nào muốn biết thông số thì có thể chụp hình cái máy này lại gửi qua Zalo thì bên em sẽ trả lời cho anh em. Chứ trong cái clip channel này có mấy phút mà trả lời hết cái thông số thì nó hơi lâu ha. Mấy cái máy này thì có tầm trung đó. Rồi một con Hitachi nồng đứng 2.9 triệu, khá là đẹp, chụp giật chờ lực ha. Rồi mấy cái con cũng là truyền thống nữa nè, cũng khác rất là nhiều anh em xài nè. Echo 362 làm Latin luôn nha anh em. Con này, hai con này là làm Latin luôn nè. Trong khi cái con này thì là đi sinh mới nha. Con này thì sinh zin. Đó, con này thì 3 triệu, xin mới thì nó thêm 100.000 nữa là 3.1 triệu. Echo 362 là khoảng 37cc đó. Rồi một con Sinawa nồng đứng 360. Con này cũng chưa vệ sinh nè, vệ sinh lên đẹp hơn nữa.
B24 3 triệu ha. Con này thì xích mới luôn nha nè. Con này cũng đi cái bộ xích mới luôn. Đó, là giá 3 triệu. Con này thì nó giống với cái con Sinowa 300 bên đó đó. Rồi, đó là điểm qua sơ qua cái khúc ở trên này, còn mấy cái khúc trên này. Khúc trên này mấy cái máy gia đình. Với lại mấy máy công suất lớn. Thì có 3 con, 3 con này là tin 020. Cái 3 con này là dòng chuyên nghiệp nha. Không gà anh em kêu kiếm tin 020 dòng chuyên nghiệp để cắt cho nó khỏe đó. Mấy cái con này thì cắt là cực kỳ mạnh luôn. Tại vì nó tới 45cc, nó lớn hơn cái con cam này. Con cam này 41cc. Ba hàng bên đây là 45cc, là máy khỏe khỏe hơn nữa. Thì cái con này là 1.9 triệu, hai hàng bên đây là 2 triệu, hai hàng bên đây thì nó đi cái lam Latin, còn hàng bên đây thì nó xài cái lam bánh xe nên nó rẻ tiền hơn, nó chỉ có khác vậy thôi. Nếu mà anh em hết lam Latin thì lấy hai hàng bên đây thì thêm 100 ngàn là 2 triệu, còn nếu mà xài dòng thường đó thì lấy hàng B6 này 1.9 triệu là xài ok rồi. Nó có chữ professional nghe nè, có nghĩa là chuyên nghiệp thì xài khá là ok rồi. Ba con này là xài gia đình nè. Anh em nào mới xài máy cưa lần đầu đó là xài ba con này giùm em, là rất là dễ xài, dễ nổ, đem đi chùm mấy tháng đem ra giật cái là dễ nổ lắm, mà cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, mà nói chung là dễ xài. Nói chung là mới xài máy cưa lần đầu xài gia đình nên lụm ba con này trước, đúng không? Phải là gọi là giống như là kiểu gì kiểu là nếu mà xài máy cưa là phải kinh qua mấy cái dòng máy này rồi xong mới nâng cấp lên những cái dòng máy khác, tức là nó như là bài học mở đầu mở bài vậy đó, là xài máy cưa là phải bắt đầu xài từ những cái con này, tại vì nó rất là dễ xài, dễ sử dụng, dễ nổ, tiết kiệm xăng, mà nó cơ động, củi gì cắt cũng được, mà nó nổ thì nói chung là cái công suất của nó kiểu nó giống như là nó giống như mấy chiếc quay rim vậy đó, anh em chạy nó rất là ổn định nha, gọi là ổn định đó. Rồi B9 1.950, B10 1.950, B11 cũng vậy luôn ha. Còn anh em mà muốn xài gia đình mà cỡ cái phân khúc này mà công suất lớn hơn thì có 4 hàng bên đây, đó là Tanaka ha. Tanaka đó thì hàng bên đây là 2 triệu, B13 nè. Hàng B14 này là B12 này cũng 2 triệu luôn nè. Rồi hàng xanh này cũng 2 triệu luôn nè. Hàng xanh này thì nó cũng giống vậy, nhưng mà nó có thêm cái bơm nhất phụ đây nha nè. Đó, nó con này thì cái công suất nó lớn hơn nữa, nó bơm nhất phụ, rồi xích của nó là xích cỡ đại, lam của nó là lam Latin. Nói chung con xanh lá này nó khá là ngon. Con này nữa trên lô bên em sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Nói chung là cái con này xài khá là sướng nha. Công suất nó lớn mà nó đi lam Latin mà xích cỡ đại, rồi có xe gỗ lên là tốc độ của nó rồi gọi là cưa rất là kinh hoàng nha. Ha, tức là rất là nhanh. Rồi hai con này thì truyền thống nè, Tanaka mấy con này thì nó khoảng 35cc, riêng con này đó là 2.2 triệu, là tại vì nó đi cái xích mới, là cái xích của nó là xích mới, rồi lam của nó lam Latin luôn. Nói với lại cái con ốc của nó còn rất là đẹp nè, thấy không, chưa rửa mà nó còn rất là đẹp luôn. Đó thì là 2.2 triệu, còn hai hàng bên đây á là 2 triệu nghe nè, ba hàng bên đây luôn là 2 triệu. Riêng cái hàng xanh đó là nó đi xích cỡ đại rồi lam Latin, rồi có xỉ gỗ luôn, tốc độ cưa rất là kinh hoàng, rồi có bơm nhớt phụ luôn đó. Rồi như vậy là em điểm qua cho anh em đó, 10 phút thôi, điểm qua sơ sơ qua cho anh em là 28 máy, chứ còn mà trên lên ngày 3 tháng 12 mà em lên cái lô này đó là có khi em nói là khoảng là chắc cỡ 1 tiếng đồng hồ đó, mới xong được cái đống máy này nha nè. Tại vì cái tính em kỹ lắm, em quay review rồi em giới thiệu thông số là em soi từng máy, có khi là một máy là 50 phút là bình thường, là nói chuyên sâu vô cái máy đó luôn đó. Thì anh em nào có mua quen kênh rồi đó, ví dụ có theo dõi kênh em bên em nhiều rồi đó, ví dụ như biết con 452 này rồi, biết 305 rồi, biết Sinowa 350 rồi đó, thì những anh em đã nghe review em nhiều rồi đó, nhờ rồi đó, quen bài rồi, thuộc bài rồi, chỉ cần nhìn cái hình, nhìn cái mẫu máy thấy ưng bộp chốt thì anh em gọi alo cho em 0967100003, hoặc là nhắn tin chụp hình gửi qua em báo cái thông số kỹ thuật chút xíu nữa là chốt liền, khỏi cần phải đợi lên cái lô chính thức ha. Còn nếu mà anh em nào kỹ muốn coi cái lô chính thức ha, muốn coi nó nổ máy thì anh em đợi tới ngày 3 tháng 12 thì bên em lên. Nhưng mà nó cũng cái gì cũng có cái giá đó, ví dụ như anh em mua trong lô này đó, anh em sẽ bập được liền những cái máy đẹp, máy ngon, máy xịn, máy mà nó vip là anh em sẽ lụm trước. Còn nếu mà anh em mà chần chừ, anh em mà kỹ tính, anh em đợi tới lên lô chính thức, đợi nghe test nổ máy, coi từ đầu tới cuối clip, xong tới anh em nhiều lúc anh em quay lại thì cái con máy mà anh em bưng bụng đó nhiều khi là bị người ta phỏng tay chân rồi, ta lộng rồi, tại vì người ta chơi theo cái chiêu người ta mua trước gì đó ha. Thì đây là cái clip review thì quay nó chung là sơ sơ vậy thôi, giờ này nó cũng 5 giờ rồi nên là em sẽ lên đường, em đi gửi cái đóng máy đó rồi em sẽ dẹp vô, rồi mai cho rửa cái máy này cái rồi sắp ngay hàng hãng lối rồi bắt đầu lên lô ha. Rồi anh em nhớ giùm em, anh em nào chốt thì alo, còn nếu mà chưa chốt được thì nhớ 8:30 ngày 3 tháng 12 bên em sẽ lô lên lô chính thức cái lô B này ha. Rồi cảm ơn anh em nhiều.